Hello, xin chào cả nhà. Đói bụng quá mọi người ơi. Đây là cái phần bún đậu được mình order tại cơm nhà quê ở trong chung cư Tô Bắc Trinh. Mình không có biết cái phần này là bao nhiêu tiền nha. Nãy người ta giao tới mà mình chưa có hỏi tiền. Để mình ăn xong á rồi mình mới nhắn tin rồi mình trả tiền, nhưng mà mình nghĩ chắc phần này hả cao lắm cũng chắc chừng 45-50 ngàn thôi mọi người ơi. Trời, nhưng mà đầy đủ lắm nha. Cái này á hả, chắc là mình mua thêm phần bún nữa xong mày hả hai chị em của mình ăn cũng được á. Nên mình ăn bằng tay. Mình ăn bằng tay. Trời, chấm miếng mắm tôm mới được. Quá ngon mọi người ơi. Phải gọi là quá ngon lành cầm đào. Mình ước gì hôm nay có em gái mình đây, mình sẽ mua đãi hai chị em mình, tặng là đãi em gái mình ăn. Ngon quá ngon rồi. Mắm tôm nó ngon trời đất luôn mọi người. Phải nói là ngon trời cứu luôn chứ không phải là trời đất nữa. Hôm nay á, sáng sớm mình thức dậy sớm lắm, 6:30 mình dậy, mà mình nằm nướng trên giường tới 7 giờ mới dậy. Người ta biết dạo này trời nóng, tháng này tháng nóng, người ta dậy người ta đi chợ, không chịu đâu. Thức dậy ngồi uống nước, uống cà phê, làm YouTube, đi tắm. Tới lúc mà mình tắm xong á, mình có ý định là mình đi chợ á, thì trời đã nóng rồi. Cứ thế là thôi mình khỏi đi chợ luôn. Mình quyết định đó là sẽ lau nhà rồi order cái phần này để ăn. Tại vì mình coi Zalo mình thấy là bạn giới thiệu món này á. Mình order từ 10:30 mà bạn nói là 11 giờ bạn mới giao. Trời, công nhận bún này rất là tươi, rất là ngon luôn mọi người ơi. Không biết mình ăn bắp vậy có gì sai không ta, nhưng mà thôi kệ nó, ngon quá. Dồi này là dồi, này là ruột chiên luôn nha mọi người. Nó dai dai sực sực mà dai quá. Mẹ gì vậy, nên là chả cốm. Cái này nó dai quá, nó dai quá. Bảo đảm luôn á, hôm nào mà bạn này có nấu một lần thêm, làm một lần cái món này nữa, chắc mình sẽ mời bạn bè mình qua, xong mình order cho bạn mình ăn á. Ngon hơn là cái bún đậu Long Xuyên bán ở chỗ công viên Biên Hùng mọi người, ngon nhiều. Thấy nó gọi là quá ngon, trình bày đẹp, bún tươi ngon. Quá xuất sắc, nhà thịt luộc nha. Cà pháo hả, tôi nói hả, nó tươi mà cái màu nó đẹp, gọi là đẹp chứ không phải là thâm xịt như là mình ăn ngoài tiệm đâu mọi người. Quá xuất sắc.
Hên ghê, mình không mới cắn hột chanh. Bếp nhà quê sao mà em làm cái gì cũng ngon hết vậy. Mắm tôm này tôi nói hả, mắm tôm này rất là ngon mọi người, có sả nè, có ớt nè, mắm tôm nè, nêm nếm ngon cực kỳ. Giờ mình ăn cái chả cuốn. Ngon tuyệt của mèo mọi người ơi. Hôm nay nói là mình hoàn toàn hài lòng với cái món bún đậu tại bếp nhà quê chung cư Tô Bách Truyền. Tôi nói không thể nào chơi đâu được luôn á, không thể nào chơi được. Ăn thêm cái chả cuốn nữa. Hôm nay thật tình là mình không bao giờ mình diễn mọi người, mình không bao giờ mình diễn trong cái video ăn bún đậu này. Tại vì thứ nhất đó là bún đậu quá ngon, thứ nhì là mình quá đói. Quá sao ngon à. Bạn này bán là lấy công làm lời á, chứ bán ngon quá mà giá hả thấp hơn ở quầy hàng lấy đầu lời. Có một cái là cái ruột chiên này nó hơi dai, quá dai. Còn những phần còn lại là quá đỉnh. Sắp hết rồi mọi người ơi. Video của mình đã quá dài mọi người ơi, mình ăn một cách say mê luôn. Bây giờ thì mình sẽ dừng video đây. Hơi cơm VTV, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ăn bún đậu bếp nhà quê Tô Bách Truyền của Thường TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye. Hôm nay mình là con thỏ.